Kali quê em xin chào đại gia đình. Hôm nay mời đại gia đình vào bếp cùng em làm kho phích khê trình bơ tỏi nha. Kho phích em mua nè, con nào con nấy nó bự 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 gì nè. Thế mê không? Em cho em mua 20 phao. Bây giờ em có gia vị của em nè. Là một phao bơ. Bơ này bơ lạc á, ở Costco có bán. Em mua đây là một phao tỏi. 7 muỗng đường. Còn cái gia vị của em là cái gia vị của kho fish là 3 muỗng, là của cái hũ này. Còn cái này cũng 3 muỗng mà của over thiệu OB. Một bình nước cam. Phay tây em mua là 5 phao bịch phay tây này. Phay tây của nhỏ 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 đó đây gia đình. Còn em muốn ăn cay thì thêm ớt vô nha. Em có chai dầu. Dầu này dầu để làm kho fish đó. Dầu màu. Kế tiếp là em có bịch gia vị để em luộc kho fish. Bây giờ em mời đại gia đình vào bếp cùng em nha. Bây giờ em mở lửa lên, em đổ một bình nước cam vô nha, mở lửa lớn luôn. Em kế tiếp em pha nước lạnh vô. Vui ra bỏ cái gói này vô. Kế tiếp là em bỏ đường vô, nửa muỗng đâm một mớ đường thôi. Rồi cái này chừa lại để hầm làm xoong. Còn này em bỏ vô là 3 muỗng hồi nãy đó, em cũng bỏ ít thôi, chừa lại. Kế tiếp em bỏ miếng tỏi. Ok, bây giờ mình để cho nó sôi rồi mình bỏ phay tây vô mình luộc trước nha. OB luôn, thứ một chút. Xong giờ em để cho nó sôi, mở lửa lớn luôn đó nha đại gia đình. Giờ em bỏ vô 1/3 cục bơ nha. Cục bơ người ta em cắt làm 3. Giờ em bỏ này vô đây. Kế tiếp em bỏ phay tây vô. Phay tây tùy theo mình ăn nhiều ăn ít mình bỏ nha đại gia đình. Mình luộc phay tây nó vừa chín tới thì mình lấy ra rồi mình mới lấy cái nước này mình luộc kho fish. Giờ sôi em đổ miếng dầu vô nè, nó thơm, cỡ 1/3 chai thôi. Tại đổ nhiều quá nó nồng quá. Em luộc phay tây này 10 phút đến 15 phút nó mới chín. Xong rồi mình vớt ra mình mới hấp tôm. Bây giờ mình luộc tôm nè cho nó dặn lửa lớn luôn nha đại gia đình, cho nó đỏ lên con tôm rồi mình mới gấp ra. Bây giờ nó chưa có đỏ, nó mới có ngã lên màu đỏ thôi. Nó đỏ thì là đỏ mới ngon, mới chín. Nước nó sôi lên cái ào. Bự dễ sợ. Đỏ rồi, giờ cho nó sôi lên thiệt là sôi, cho nó đỏ nữa mình mới tắt, mới vớt ra. Giờ đỏ con tôm này nè, giờ em gấp con tôm ra thấy nó đỏ rồi, đỏ nó ngã qua đỏ cam nè, đẹp dễ sợ không. Con nào con nấy nó bự mà nó đẹp. Mình phải cho nó sôi thì sôi giống gì nè thì con tôm mình nó mới đẹp. Giờ chín này nó đỏ rồi thấy không? Sôi thì mà sôi cái gì nãy tôm nó mới đỏ đều. Giờ rất ra.
giờ xong rồi chín hết rồi nè, giờ mình gấp nó ra rồi mình mới làm cái sốt của nó rồi mình mới xào lên. Đỏ đẹp dễ sợ, mà tôm nó bự bự không, vô mùa kho xếp rồi, mình thích ăn này lắm. Giờ xuống lửa nhỏ xong rồi giờ mình bỏ cục bơ vô nè. Xong rồi mình để cho bơ tan hết rồi mình mới bỏ tỏi vô. Bây giờ là em bỏ tỏi vô hết luôn nè. Rồi em bỏ vô này là một muỗng, hồi nãy đó nãy dùng kia là hai muỗng. Một muỗng này muỗng bột của kho xích nãy đó. Còn này là cây bê hồi nãy là em bỏ ba muỗng này dành đổ vô luôn. Còn này là đường hồi nãy em xài con nửa, giờ em dùng ngay luôn. Kế tiếp là cái dầu này. Dầu này mới là quan trọng. Em cài hết vô luôn. Em bỏ bột hết. Tại em thích ăn cay cho nên bỏ vô cỡ 1 muỗng 2 muỗng canh tùy theo sở thích. Kế tiếp là em dùng nước khóm để em làm cái sốt cho nó thơm. Em bỏ vô cái này làm 2 chén. Rồi, bây giờ mình để lửa nhỏ thôi nha. Để nhỏ chừng nào tốt đó cho tan, nó gia vị nó sốt vô từ 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 thấm vô đó mình mới xào. Bây giờ nè nó sôi lên nó tan bơ hết rồi nè. Bây giờ mình để cho nó sắc xuống một chút xíu nữa. Từ đầu mình mới xào kho phích nó mới ngon. Ok, giờ nó sốt nó cũng ok, nó tan rồi nè. Bây giờ em bỏ phai vô cỡ lúc 5 đến 10 phút cho nó thấm phai rồi em mới lấy phai ra rồi em mới xào kho phích nha. Giờ phai nó thấm rồi nè. Giờ mình lấy ra. Giờ em bỏ kho phết vô em xào nè. Em xào cỡ 5 đến 7 phút để cho nó thấm. Dặn lửa lớn lên lại. Lửa lớn thì nó mới thấm vô, nó mới sắc con tôm vô, nó không có bị vô bở. Nó cắt thịt con tôm này đi. Thank you.
Bây giờ em mới xào xong cái khay kho phít nè, bây giờ em mời đại gia đình uống một miếng bia trước với em. Bia ngon lắm, lạnh như lắm. Giờ em ăn kho phít nha. Em thấy con kho phít em không? Nó bự mà nó thơm lắm đại gia đình. Ừ, vừa ăn lắm. Gặt xong rồi. Chị ăn kho phít, tại gia đình phải mở cái vỏ giống gì bóp ngang cái. Xong rồi đại gia đình mở nó ra như vậy. Đại gia đình bóp cái đuôi một cái, giật nó ra luôn. Là nó thịt không à. Xong rồi mình níu đây ra cái cọng phân rồi nó. Em mời đại gia đình ăn với em nha. Ngon lắm, nó thấm mà nó thơm lắm đại gia đình. Đại gia đình làm theo giống như em như vậy nè, cho cả nhà ăn. Em cảm ơn đại gia đình. Ba đại gia đình. Thơm dễ sợ luôn. Đó, mình lột cái kiểu vậy đó, nó dễ lắm. Nếu một cái một ra không có vòng vòng vòng. Thịt không mà tươi lắm.